À, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn đó là sức KMZ KML từ phần mềm Google Mapper, nhưng với trường hợp là bản đồ nó ghi có dấu phẩy ở sau cái tọa độ nha, thì chúng ta phải xử lý trường hợp như thế này. Tại sao tôi hướng dẫn các bạn cụ thể như vậy? Là chúng ta gặp nhiều trường hợp khác nhau thì chúng ta biết cách sức nha. Rồi, đầu tiên ta mở phần mềm Google Mapper lên, rồi ta bấm Open Data File nè, rồi ta chọn vô cái file PDF nha, rồi nhấp đầu vô, bấm OK, rồi chờ cái file load lên nha. Rồi ta bấm OK nha. Đây ta mở các bạn, đây là file bình định nha. Rồi chúng ta chọn session nè, session OZ nè, chọn log file, bấm chữ B là bình định đó. Rồi OK, OK. Sau khi này nè, ta chú ý cái tọa độ nha. Đây 80 nha. Ở đây là 577 nè. Ngay này cũng có thì đây, ta bấm đây nha. Rồi bấm đây. Rồi ngay này nè, ta ghi là 5 nha, 580. Rồi thêm 3 số 0 nha, 1, 2, 3. Rồi đây cái này nè, hợp vô nè. Rồi nha, trường hợp tao đổ nó ghi có chữ phẩy nè, rồi phải xử lý sao nha. 1, 5, 4, 7, 5, 0, 0 nha, dấu phẩy là phẩy 5, 3 số 0 nha. Rồi ta bấm add nè, một điểm nha. Rồi ta qua đây, ta để từ cái này nè, ta kéo qua nè. Đó, đây nè. Rồi trường hợp này nè, đó chúng ta chú ý nha. Rồi 597 là 500, đó dấu phẩy 5 thì ghi là 500, còn nếu mà 97 thì ghi là 000 nha. Rồi ta mới add vào nè, rồi từ cái dấu này nè ta kéo xuống nè, đó số 2 nha. Rồi ở đây đi, ta kéo vào đây, đây nè. Đó, nghĩa là ta ghi là 1522500 nè. Rồi bấm add nè, OK. Sau khi add OK xong ta gộp lại nè, đó. Đó, ta bấm apply nè, OK nè. Đó, sau khi ta bắt đầu ra như thế này nè, ta bấm file nè, add box, xuất raster nha. Nè, rồi nghĩa là ta bấm OK. Nghĩa là ta chọn nè, KML, rồi ta bấm OK, chọn BGN, rồi ta bấm OK. Nghe này ta bấm số 1 cho nhanh nha. Rồi chào nó xuất nha. Rồi sau khi xuất xong nha, ta mở vô cái file KMZ nè nha, số 1 nè. Rồi nhấp đôi lên nha. Nó file đây nè, mình thấy không? Đó, nó to lên. Kéo qua thử coi còn đúng không? Đúng rồi thôi các bạn. Nó đơn giản vậy đó. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.